Chào các em, đây là anh Tài đây. Trong cái video này đó, anh muốn chia sẻ với các em một cái meetup, cái hội nghị mà họ mời anh lại để nói chuyện vụ cái tiền điện tử đó. Anh biết các em mà cứ hỏi anh vài vụ mà đầu tư trong tiền điện tử sao đó. Mà cái vấn đề mà anh muốn chia sẻ trước đó là cái vấn đề dụ mình bảo vệ cái tiền điện tử mình sao, trước khi mình suy nghĩ tới mà làm tiền hay là làm lời trong cái tiền điện tử đó. Cái nguy hiểm nhất đó là mình mất được cái tiền điện tử của mình, đó là mình không có làm lời được gì hết trơn á. Xong rồi trong mấy năm nay, từ 2012 tới bây giờ đó, là cái theo cái kinh nghiệm của anh với bên phe của anh đó, là cái phần lỗ mà bà con mà lỗ nhiều nhất đó là trong cái vấn đề là mình làm mất cái đồng tiền điện tử của mình, ok, cái Bitcoin của mình hay là cái Ethereum đó. Bởi vì trong 22 tây tháng 8 là thứ năm tuần này đó, là cách đây 2 ngày đó, ok, là cái hội mà Bitcoin Sài Gòn đó, không, nó có nhiều cái mà hội mà trong Sài Gòn đó. Xong cái mà nó làm thứ năm tuần này đó là 22 tây tháng 8 ngày thứ năm đó. Anh muốn chia sẻ với các em biết là anh sẽ từ 7 giờ nói chuyện, từ 7 giờ tới 10 giờ đêm đó, anh sẽ giải nghĩa dụ mà cái phương pháp mà tụi anh dùng để mà bảo vệ cái tiền điện tử của mình, để cho mình đừng có bị mắc, để đừng có cho mấy người khác vô trong cái máy tính của mình để ăn cắp được cái tiền đó của mình. Anh sẽ chia sẻ cái phương pháp mà tụi anh dùng tiếng Mỹ nó kêu bằng cái hardware wallet đó, cái ví đó, phần cứng đó, chưa cộng với cái phần mềm nó kêu bằng Exodus đó. Xong anh sẽ chia sẻ mình nên dùng cái Exodus với lại cái ví mà hardware mà kêu bằng Trezor đó, hai cái đó mình dùng sao để bảo vệ cái đồng tiền của mình. Bởi các em mà có rảnh đó thì nên mà xuống cái video này đó, nó có cái link đó để vô cái trang mạng mà Facebook đó, mà nó để cái ngày cái thời gian với lại cái chỗ mà kêu bằng Calf New đó. Xong lại đó, xong rồi anh em mình có thể gặp nhau, xong rồi anh sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của anh để mà bảo vệ cái tiền điện tử như sau, ok. Các em mà muốn đem bạn bè đó thì nên đem theo cái chương trình này, nó miễn phí, nó không có cần trả tiền gì hết. Các em chỉ có lên đó là đăng ký trên Facebook đó, và xong rồi để cho cái hội mà Bitcoin Sài Gòn đó, nó biết là bao nhiêu người lại đó, để nó có đủ bàn ghế cho mọi người đó. Rồi xong sau đó anh em mình gặp lại sau, ok. Có gì đó, anh mong rằng gặp các em sớm, gặp các em ở đằng cái hội đó, ok, thứ năm tuần này. Cảm ơn các em.